Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin Trước Ông Kính để cập nhật tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cả nước trong 24 giờ qua. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an Bộ đội Biên phòng tỉnh Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát Biển Ba thực hiện. Bản tin chiều nay thứ bảy ngày 2 tháng 10 có những ghi nhận gì nổi bật? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Mở đầu bản tin chiều nay là một thông tin liên quan đến tội phạm ma túy. Thưa quý vị, mới đây. Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy có trang bị vũ khí tại khu vực xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tăng vật thu giữ tại hiện trường là hai bánh heroin có trọng lượng 650 g, 6500 viên ma túy tổng hợp. Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì phối hợp với đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuần tra và phát hiện đối tượng Lầu Bá Cu trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn và Cự Bá Chùa, trú ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, đang mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin có trọng lượng 650 g, 6.500 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng AK, 67 viên đạn K56, hai súng kiếp, năm dao nhọn và một số tăng vật liên quan khác. Liên quan vụ khai thác đá trái phép xảy ra tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Càng, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Vụ việc đã xảy ra ngày 13 tháng 7 năm 2021. Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và phát hiện 23 đối tượng đang sử dụng các thiết bị khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc đào, một ô tô tải, 6 máy cắt đá loại máy cắt dây, hai máy làm hơi, hai máy khoan cứng, hai thùng đựng dầu phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Thưa quý vị, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là hành vi không thể dung túng, nhất là đối với một cán bộ nhà nước. Mới đây, tòa nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Đình Tùng, nguyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để vụ lợi cá nhân. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cuối năm 2020, địa bàn thị xã Nghi Sơn có nhiều giáo viên gửi đơn tố cáo đến cơ quan ban ngành trường học trên địa bàn với nội dung tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, có hành vi hách dịch, có nhiều sai phạm luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giáo viên, chấm dứt hợp đồng lao động bất hợp lý, trụ dập cán bộ, trong khi đó, cán bộ viên chức thị xã Nghi Sơn lại gửi đơn tố cáo ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn, đã soạn thảo mạo danh người viết đơn nhằm bôi nhọ, xúc phạm hạ uy tín ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Tại phiên tòa xét xử, ông Hồ Đình Tùng chỉ thừa nhận gửi hai lá đơn tố cáo và đề nghị được xem những lá đơn công an thu được mà tòa cáo buộc do ông gửi tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng. Trong quá trình công tác, ông Tùng không xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Tiến Dũng. Còn ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khẳng định không có việc đó và việc điều động luân chuyển giáo viên được thực hiện theo đúng quy định. Chuyển sang thông tin về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, Bộ Công an dự báo trong thời gian tới, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng giãn cách phòng dịch. Tình hình trật tự an toàn giao thông càng phức tạp, vi phạm càng gia tăng. Do các phương tiện dần tải hành khách công cộng hoạt động trở lại, nhu cầu người dân từ các địa phương nới lỏng giãn cách để trở về quê là rất lớn. Bộ Công an giao lực lượng cảnh sát giao thông phải chủ động các phương án chống đua xe trái phép, xử lý ngay từ đầu khi các đối tượng này manh nha có dấu hiệu tụ tập gây rối trật tự công cộng. Các đơn vị chốt trực tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, không đội mũ bảo hiểm, Lực lượng cảnh sát giao thông từng địa phương cũng phải kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng việc cấp giấy nhận diện có mã QR cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu để vi phạm pháp luật như chở người từ vùng dịch đến các địa phương không đúng quy định, chở người nhập cảnh trái phép, làm giả hoặc sử dụng mã QR của xe khác, tẩy xóa thời hạn giấy xét nghiệm COVID-19. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận 12 khiến ba người trong cùng một gia đình bị thương vong. Thông tin ban đầu cho biết người dân sinh sống tại đường Tân Thới Nhất 11, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nghe thấy tiếng kêu cứu la hét thất thanh tại một căn nhà hai tầng trong khu vực. Khi chạy tới, người dân phát hiện chủ nhà khoảng 63 tuổi cùng vợ và người con trai út nằm thoi thóp dưới nền nhà, người bê bết máu. Lực lượng công an có mặt ngay sau đó đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chủ nhà đã không qua khỏi, con vợ và con trai đang được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc đau lòng này. Liên quan đến vụ trọng án xảy ra đêm 29 tháng 9 tại công ty trách nhiệm hữu hạn ITM, khu công nghiệp VSIB ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 10 thanh niên để phục vụ điều tra. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin chiều nay. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn hoặc kênh youtube BRT News. Mọi thông tin cộng tác quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính BRT a.gmail.com Theo thông tin ban đầu quá trình làm việc tại công ty ITM Nguyễn Đình Hưởng, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, có mâu thuẫn cá nhân với Lý Khánh Linh, quê ở Sơn La. Hưởng đã gọi chín thanh niên chuẩn bị gậy gộc giúp Hưởng giải quyết mâu thuẫn, khi Linh cùng Đặng Văn Tâm cùng quê ở tỉnh Sơn La đến chỗ hẹn thì bị nhóm của Hưởng xông đến, liên tiếp tấn công vào vùng đầu bụng, hậu quả là Tâm bị chấn thương sọ não, tụ máu não và tử vong ngay sau đó, còn Lý Khánh Linh bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện. Cơ quan công an đã thu hồi một gậy rút sắt loại 3 khúc ba xe máy và nhiều tăng vật liên quan, đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan trên để phục vụ điều tra vụ án.